Vi khuẩn thích nghi nhanh với sự thay đổi môi trường sống của chúng bằng việc sử dụng các protein điều hòa để bật hoặc tắt các nhóm gen khác nhau sau khi những protein điều hòa này nhận được các tín hiệu khác nhau từ môi trường. François Jacob và Jacques Monod đã được trao giải thưởng Nobel về những công trình nghiên cứu của họ giúp chúng ta hiểu được bằng cách nào các gen chuyển hóa đường lactose được điều hòa biểu hiện trong tế bào E. coli. Các gen chuyển hóa lactose ở E. coli tập trung trong operon lac. Operon là một cụm các gen dùng chung một trình tự khởi đầu phiên mã promoter. Có 3 gen cấu trúc trong operon lac xếp theo trật tự xuôi dòng là lacz, lacy dài và laca. Có 2 trình tự điều hòa hoạt động của operon lac. Ngoài trình tự promoter còn có trình tự operator ký hiệu là laco nằm gối lên một đầu promoter và bộ 3 mã bắt đầu phiên mã. Khi các gen cấu trúc của operon lac được phiên mã, chỉ có một loại phân tử mRNA được tạo ra. Phân tử mRNA này được gọi là đa cistron bởi vì nó đồng thời mang thông tin mã hóa cho nhiều hơn một loại chuỗi polypeptide. Gen lacz mã hóa cho enzyme beta galactosidase là enzyme chuyển hóa đường đôi lactose thành hai đường đơn glucose và galactose. Gen lacy dài mã hóa cho galactosid permease. Đây là protein vận chuyển lactose từ ngoài môi trường vào trong tế bào. Gen laca mã hóa enzyme transacetylase có vai trò giải độc của một số hợp chất được đồng vận chuyển vào tế bào bởi galactosid permease. Các gen lac ở đây được đánh dấu cộng ám chỉ các allele kiểu dại biểu hiện chức năng bình thường. Operator laco là một trình tự ngắn nằm gối lên promoter, đồng thời là vị trí liên kết của protein điều hòa âm tính lacy. Gen điều hòa lacy phiên mã tạo ra phân tử mRNA của riêng nó. Phân tử này ngay lập tức được dịch mã để tổng hợp nên protein ức chế lacy. Cần phân biệt khái niệm về các gen điều hòa và các trình tự điều hòa. Nếu như các gen điều hòa có các sản phẩm mà chúng mã hóa là các protein điều hòa, thì các trình tự điều hòa thường chỉ là vị trí liên kết của các yếu tố điều hòa hoặc của các yếu tố phiên mã. Khi môi trường không có lactose, protein ức chế lacy ở trạng thái tự do liên kết vào trình tự điều hòa operator, và vì operator nằm gối lên promoter nên lúc này RNA polymerase không thể liên kết được vào promoter và các gen cấu trúc không được phiên mã. Khi môi trường có lactose, một lượng nhỏ lactose do hoạt động xúc tác của chính enzyme beta galactosidase chuyển hóa thành các phân tử allolactose. Phân tử này hoạt động như một chất kích ứng thúc đẩy sự biểu hiện của operon lac. Sở dĩ các gen lac lúc này được biểu hiện mạnh là do allolactose có ái lực cao với protein lacy. Allolactose khi liên kết với lacy ức chế protein này liên kết vào trình tự operator laco. Promoter lúc này được giải phóng và RNA polymerase có thể liên kết vào promoter và tiến hành khởi đầu phiên mã. Jacob và Monod đã tạo ra một số thể đột biến ở operon lac và theo dõi kiểu hình của chúng về hoạt động điều hòa biểu hiện operon lac. Họ đã tạo ra đột biến gen lacy trừ, mã hóa cho một protein ức chế mất hoạt tính. Protein này không còn ái lực cao với trình tự operator nữa. Kết quả là các gen cấu trúc được biểu hiện theo kiểu cơ định, nghĩa là các gen lac luôn được phiên mã bất kể môi trường có hay không có lactose. Các đột biến trong trình tự gen laco được gọi là các đột biến cơ định và ký hiệu là lacoc. Mọi thay đổi cặp bazoniter trong trình tự laco đều làm protein ức chế lacy không nhận ra trình tự điều hòa này. Do lúc này lacy không liên kết được vào operator nên các gen cấu trúc cũng được biểu hiện theo kiểu cơ định bất kể môi trường có hay không có lactose. Tuy vậy, một đột biến khác ở gen lacy gọi là lacs lại làm mất hoàn toàn khả năng bật sự biểu hiện của operon lac kể cả khi môi trường có lactose và không có glucose. Protein đột biến này vẫn duy trì khả năng liên kết với operator nhưng mất khả năng liên kết với allolactose. Vì vậy, protein ức chế đột biến luôn liên kết với operator kể cả khi môi trường có allolactose hay không. Lúc này sự khởi đầu phiên mã bởi RNA polymerase không thể diễn ra. Operon lac là một mô hình điển hình minh họa cơ chế vi khuẩn có thể bật hoặc tắt các gen tùy thuộc vào điều kiện môi trường sống xung quanh. Sự có mặt của lactose và vắng mặt glucose trong môi trường là tín hiệu thúc đẩy tổng hợp các enzyme chuyển hóa lactose thành glucose. Các đột biến ở operon này chứng minh các cơ chế điều hòa gen khác nhau ở bước khởi đầu phiên mã.